Cái gì mà bùi nhùi anh Khải? Nghĩ sao? Lòng heo hả? Trời. Hả? Lòng heo hả? Hả? Nghĩ sao? Ông nhìn sao mà lòng heo? Ông nghĩ sao mà kêu là lòng heo? Đố ông biết cái này là gì á? Lòng gà hay lòng vịt gì á? Gà lòng vịt hả? Ừ. Đón lại lần nữa đi cho chính xác đi, chuẩn đi cho nó chuẩn men. Được. Sao không biết trời, tao chỉ cần gọi là người mà kinh nghiệm, chỉ cần nhìn vô là biết liền. Em thấy cái mặt nó bự, em nghĩ là lòng vịt. Phải không? Ừ. Vậy là ông sai rồi. Chứ sao? Tính ra ông không có tí kinh nghiệm nào hết. Này là lòng gà. Lòng gà hả? Biết làm gì không? Làm gì? Sống nước. Vậy con gà đâu? Hả? Gà đâu? Không, tôi ấy đó mà tôi chỉ có mua lòng không hả? Gà. Nó xạo quá. Gà nó dở quá, ăn gà. Con tôi... gà ở trong tủ lạnh hả? Không, gà nó trong tủ lạnh. Chết. Này ông thấy mấy bộ không? Hai bộ lòng á. Hai bộ lòng nè. Thôi cũng được, méo mó có không? Đây. Có cần phụ em phụ cho. Vậy không bây giờ tôi nói nghe nè. Bây giờ nó có gì cái mề gà rất là dễ làm đúng không? Đúng rồi. Dễ hơn lòng vịt đúng không? Đúng rồi. Vịt đúng không? Bây giờ ông có cách nào mà ông làm một cách mà gọi là mà gọn gàng nhanh nhẹ. Tôi sẽ lấy con không bậy, nó bậy. Cái gì? Lấy cái lòng này xào mướp cho ông nhậu. Trời ơi. Được không? Được không? Được. Bây giờ cho ông quyết định á. Tùy đó. Được. Muốn ăn uống gì đó do ông đó. Được. Sao nói đi, làm rồi. Đi. À, mày gà đi, mày vịt khó làm đó. Ừ. Là mọi người sẽ cắt đôi ra rồi mọi người cạo cái dơ ra rồi mọi người mới lấy cái lớp bầy nhảy ra đúng không? Đúng. Không, em có một cách làm là anh cắt rồi anh lấy nguyên một cục ra luôn á. Lấy nguyên một cục ra luôn á, không cần phải cạo cái gì hết á. Cái chuyện đó tôi hy hữu lắm, không có đó. Đầu tiên, nếu mà anh sợ nó chưa bung á, anh có thể đập một xíu sao cho nó bung ra một xíu. Bóp luôn rồi, bóp đi ha. Tùy. Dạ, bóp đúng không? Ừ. Làm sao cho nó bung ra một xíu. Giống như làm vịt vậy đó. Cho nó bóp vậy á, cho nó mềm đúng không? Nói chung là cái này là dễ làm rồi đó, nhưng mà làm cái kiểu mà nó gọn gàng mà không cần phải cướp ra. Biết rồi. Cảm giác nó được chưa? Mềm rồi đó. Rồi. Anh cắt để cắt phạm nha. Cắt để cắt phạm đúng không? Đúng rồi. Cắt để cắt phạm đúng không? Đúng rồi. Để là phạm cái da nó vậy. Ừ. Rồi đợi xíu. Cái này nó cũng hay. Đừng để nó phạm nha. Cắt vừa tới thôi. Ừ, xếp từ ra. Đúng rồi anh Khải. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Cái này cục gì ta? Cục gân á, cắt luôn đi. Ê rồi. Xé này đúng không? Ừ. Đó. Tại nãy cắt này nè. Đúng rồi. Ý là vậy đó. Làm nguyên cục ra ha. Đúng rồi. Làm nguyên cục ra. Nó không bị rớt cái bùi nhùi ra. À, tại cái này nãy ông tưởng kêu cái gân đó em nhìn nhầm, anh còn hai cái là kia nó hoàn thiện hơn. À, là bóp cái là quất cái này cái là đúng rồi. Đồ. Nguyên bộ ừ. Không cần phải gọi gì, không cần biết nào không sẽ bày nhầy ra đấy nó dơ. À rồi, ok còn cái nữa đúng không? Ừ, cứ cái này bỏ đi. Ủa thế này hay chứ, tết này mày, rồi mày, cho mày... anh thể hiện. Em vô ông nhà bố vợ tôi á. Đúng rồi, anh thể hiện rất là hay. À. Rồi, cắt đây đúng cắt không? Cắt đi. Cắt mà đừng cho nó phạm. Ừ. Đó, rồi mình tập. Xé ra. Xé ra thôi. Đó, ừ, xé ra. Ra xé thôi. Ra thôi. Đó vậy đó. Ừ. Nó ra đó. À như vậy là ra thôi. Ừ. Đó, rút lại. Cái chỗ này rất là non nha, cái chỗ này non lắm. Non lại sao làm đầu bên kia kìa. Dở cho đó. Đó ra nguyên cục. Ừ, phải ra nguyên cục thôi. Đừng có cắt đôi ra. Đôi khi anh cắt đôi ra lại khó làm anh Khải. Đúng rồi. Chỉ cần dày cắt đó. vừa thôi. Làm mề gà mọi người đừng có cắt đôi ra. Cắt đôi ra rất là khó làm. Mọi người cắt rồi nó có đường đó, anh xước là nó ra thôi. À, nó không có dai. Chỉ là mình bóp mình kèm xé đó. Đi ra nè. Ừ. Xé ra là quất thôi. Ừ, xé ra thôi. Là nguyên bộ nè. Ừ. Thay vì là mọi người cắt tới là mọi người cắt đôi ra luôn rồi mọi người cào ra đúng không? Đừng. Ừ. Cắt từ từ thôi, mọi người xé hai bên nó đã ra thôi. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Vậy thôi. Có hai bộ thôi mà. Em chỉ xé người vậy thôi. Bây giờ về này ông bắt đầu ông tôi đi vô tôi đi hái mướp. Ừ. Ok.